Chào các bạn, tôi là Ellie và chào mừng trở lại với một tập khác từ Game Bar. Và hôm nay chúng ta sẽ xem xét một cái mới và trò chơi tiềm năng vừa phát hành, trò chơi chính thức một tuần trước. Đó là Gunsita Medi và tôi chơi qua trò chơi này rất nhiều và tôi thấy rằng nó thực sự thú vị và vui chơi và cũng có thể tạo ra một số lợi nhuận đáng kể cho bạn. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu với trò chơi, thông tin cơ bản mà bạn cần hiểu, một số mẹo cơ bản về cách chơi trò chơi này chính thức và điều quan trọng nhất, lợi tức đầu tư dự kiến trong trò chơi này. Hãy nhớ rằng tôi đã đưa một số tâm sâm vào dòng thời gian video. Video này chứa rất nhiều thông tin quan trọng, vì vậy xem toàn bộ sẽ là tốt nhất cho sự hiểu biết của bạn. Vì vậy chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy, nếu bạn đã quen thuộc với dự án, trong lần chơi đầu tiên, bạn có thể tham khảo bài đánh giá dự án video để hiểu dự án nhiều nhất có thể. Tôi sẽ đặt liên kết ở góc trên cùng bên phải của video này. Vì vậy một điều tôi nên biết cho các bạn, rằng trò chơi này là miễn phí để chơi, nhưng nó không miễn phí để kiếm. Nó có nghĩa là bạn có thể bị hỏng không infinity và bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi và kiếm được một số. PC sẽ làm hầu hết nhưng bạn không thể. Chỉ rút chúng khi bạn có thể có ít nhất 2. Các thực thể trong ví của bạn mà bạn có thể kiếm được một số lợi nhuận. Hãy nhớ rằng nó thực sự quan trọng. Vì vậy khi lần đầu tiên tham gia trò chơi, bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi ngay lập bằng cách truy cập trang web của họ bên trong và nhấp vào tờ lay kết nối với ví của bạn. Tạo một tài khoản và bạn vào sảnh chính. Bạn sẽ nhận được một con vật cưng không trống rỗng, con gà giết nhỏ này. Và bạn có thể bắt đầu chơi chiến dịch nhiều hơn. Đề xuất của tôi chỉ là sử dụng các thực thể miễn phí này, chỉ để kiểm tra trò chơi khi bạn thích trò chơi. Bạn cảm thấy như bạn có thể chơi trò chơi này cả ngày, sau đó xem xét đầu tư, bởi vì trò chơi này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và chiến lược. Và tôi nghĩ điều đó có thể không phù hợp với nhiều người, chẳng hạn như thử cho những cái. Vì vậy ngay bây giờ bạn muốn có infinity, bạn có thể đi chợ ngọn và bắt đầu tìm kiếm một số loài gây hại hoặc một số người để mở ngẫu nhiên cho infinity. Tôi sẽ giải thích cho bạn một số thông tin cơ bản về hệ thống vượt qua infinity tại đây để bạn hiểu và đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn. Về cơ bản, có 7 lốp xe sẵn sàng trong trò chơi này. Từ thử nghiệm đến thử nghiệm tăng dần là một con gà giết nhỏ mà tôi đã đề cập trước đây. Và hiện tại chúng tôi chỉ có khoảng 7 con vật cưng. Từ bình thường đến ưu tú, sẽ có nhiều vật nuôi và đạo đức hơn trong tương lai. Vì vậy người chơi có thể có một bộ sưu tập thú cưng thực sự đa dạng. Nhưng một điều bạn nên hiểu là sự hiếm có không phải là điều quan trọng nhất trong trò chơi này họ không. Bởi vì ở đây đã được xây dựng khá bình đẳng về sức mạnh. Một cặp bình thường trong tay những người chơi, kỹ năng có thể một lần nữa vượt qua mức hiếm cao hơn. Vì vậy trò chơi trong cơ sở kỹ năng thay hơn. Vì dựa trên số tiền bạn có thể chi tiêu, thẻ xếp hạng like có thể có nhiều kỹ năng độc đáo hơn và có khả năng gây sát thương nhiều hơn khi được sử dụng đúng cách. Nhưng nếu bạn không thành thạo nó có thể trở thành một vấn đề thực sự. Đây là thứ hạng cá nhân của tôi về mức độ khó khăn trong quá khứ, trong phiên bản này theo tinh thần của riêng tôi. Vì vậy nó có thể không đúng với nhiều người, nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì bạn có thể mong đợi từ việc sử dụng cái này. Sâu bệnh năng lượng, di chuyển trên một đường truyền, cũng có kỹ năng riêng của họ mà bạn có thể sử dụng trong một trận chiến. Hiện tại họ có tới 3 kỹ năng. Kỹ năng 1, gây sát thương thấp nhất và số lần trễ thấp nhất. Hoặc bạn có thể gọi không nhấn nữa. Kỹ năng để gây sát thương trung bình, đến độ trễ trung bình và cái cuối cùng là kỹ năng 3. Kỹ năng tối thượng. Và chắc chắn chúng có sát thương cao nhất, nhưng cũng là mức cao nhất mà họ tính. Chúng tôi cũng có kỹ năng thụ động, có một số hiệu ứng bổ sung cho quá khứ hoặc đội. Vì vậy bạn có thể không biết bò là gì. Đây là một yếu tố thực sự quan trọng, như lối chơi của Gunsita Madiver. Em lần lượt chiến đấu căn cứ. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử dụng Q2 hoặc kỹ năng tối ưu, bạn gây sát thương nhiều hơn cho kẻ thù đúng không? Nhưng bạn sẽ mất lượt, và kẻ thù của bạn sẽ có nhiều lượt để trên bạn. Nó chỉ là điều đúng, vì vậy bạn phải lập kế hoạch tấn công của mình một cách khôn ngoan. Đừng chỉ sử dụng kỹ năng một cách mù quáng, nếu không bạn sẽ chết trước. Tin tôi đi, chúng tôi cũng có phạm 6 sát thương cho các kỹ năng. Chiếc giường ở đây thực sự thú vị, vì tất cả chúng đều có một loạt giá trị cho tất cả các số liệu thống kê. Vì vậy ví dụ với toàn bộ chuyến đi ở đây, bạn có thể thấy rằng đây là thiệt hại trọng lượng thấp các kỹ năng có thể làm và đây là điều cao nhất. Nếu bạn bắn kẻ thù từ góc cao, bạn có thể ẩn đến mức sát thương cao nhất. Và bạn biết từng khẩu súng cưỡi ngựa có thể có một phạm 6 khác với phạm 6 này. Giống như tôi có một ví dụ khác từ toàn bộ chuyến đi khác. Ở đây nó có phạm 6 kỹ năng thấp hơn 1.
nhưng phạm 6 cao hơn cho kỹ năng 2. Vì vậy kỹ năng 2 trong số toàn bộ chuyến đi này chắc chắn sẽ mạnh hơn người kia. Nhưng vấn đề là kỹ năng càng mạnh, số lần trễ càng cao. Rất giống kỹ năng 2 của điều kinh hoàng này. Càng nhiều thiệt hại, nhưng có khả năng toàn bộ điều này sẽ mất nhiều lượt hơn. Hơn cái khác đó là cách nó hoạt động. Vì thế, thiệt hại cao nhất có thể không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng. Vì vậy thường khá khó để đánh giá liệu cái lỗ này có mạnh hơn cái này không. Nó thực sự phụ thuộc về cách bạn muốn sử dụng chúng trong một trận chiến. Vì vậy bạn phải cân nhắc cẩn thận để chọn con đường của mình hoàn hảo. Vì vậy di chuyển trên Embat, chúng tôi có khởi đầu cơ bản bệnh hoạn HV bảo vệ điểm địa ngục, tấn công cơ hội quan trọng, các chuyển động sát thương quan trọng. Tôi nghĩ các bạn đã rất quen thuộc với điều này. Chuyển động thực sự là bạn có thể di chuyển hoặc xoay bao xa không quan trọng. Và họ cũng có nhiều loại cổ phiếu của riêng mình, làm cho hệ thống tốt nhất thực sự đa dạng. Khi lên cấp vượt qua của bạn, HV tốt nhất của bạn, kỹ năng trong ngành sẽ được tăng cơ bản là 5%. Và ngôi sao khác như phòng thủ, chuối quan trọng VV, sẽ có điểm riêng của họ để được thêm vào sau này. Đó chỉ là sự khởi đầu chung mà bạn cần xem xét khi tìm kiếm Passy và nếu loại Passy ở đây. Họ có một loạt dữ liệu liên quan và Dimger Gen mà bạn có thể xem trên giấy trắng. Nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn một trong những vật nuôi này, điểm mạnh, điểm yếu, đơn vị trong trận chiến. Vì vậy trước hết người ưu tú bầu vinh là một loài gây hại khó chịu, nhưng thực sự hữu ích nếu bạn có thể làm chủ sâu bệnh, vì nó có thể đối phó với hàng tấn thiệt hại trên một khu vực, để nó có thể tấn công cả nhóm kẻ thù. Đồng thời, Guzafin là một con đường khác có thể gây sát thương cao, với tất cả các kỹ năng, nhưng cũng là sức khỏe thấp nhất trong số tất cả các con đường chúng ta có. Nó có kỹ năng tối ưu có thể gây ra thiệt hại lớn, nhưng bạn sẽ cần nhắm đến một cấp cao hơn, vì bạn cần khoảng 1,5 giây để kích hoạt và chia thành 5 viên đạn nữa. Cưỡi ngựa trong hội trường là một trong những yếu tố, vì nó có sự cân bằng trước ban đêm giữa sức khỏe bị tổn thương, phòng thủ, đặc biệt là trong nhiều cú đánh với khả năng cao bị va chạm và thiệt hại nghiêm trọng. Thật tuyệt cho những người cảm thấy may mắn và muốn phá hủy một số địa hình. Mỗi người trong ban nhạc đều có tất cả các cổ phiếu. Và bạn lưu. Biết tôi đã xuất bản một số bài đăng trên kênh Telegram của chúng tôi về điều này. Vì vậy bạn có thể sổ số đó bằng cách tìm súng hoa sơ có trên kênh Telegram của chúng tôi. Tôi đặt bài đăng trong video này bên dưới. Vì vậy bạn có thể tự mình kiểm tra. Vì vậy bạn có thể hiểu hệ thống vượt qua ở đây. Hãy tham gia ngay vào trò chơi. Như bạn có thể thấy, nó là sảnh chính của Gangsta Metaverse. Và ở thanh dưới đây, chúng tôi có những ngọn sâu bệnh ở đây, bao gồm tất cả các loài gây hại mà bạn có ở đây. Ngay bây giờ tôi đã có toàn bộ chuyến đi và hai điều Piffer, một vòng hai tiêu chuẩn. Và bạn có thể nhấp vào đây, chuyển thú cưng, để chuyển thú cưng của bạn từ thị trường sang trò chơi và Viverseur. Chúng tôi cũng có hàng tồn kho ở đây, mà bạn có thể nhìn lên đến một vật phẩm đặc biệt để sử dụng trong trò chơi. Một số chi tiết về điều này cũng. Nhiệm vụ ở đây, rằng bạn có thể kiếm thêm một số gear si. Và hơn nữa, chúng tôi cũng có một hoạt động thực sự thú vị. Bánh xe may mắn, rằng bạn có thể quay cái này và nhận một số vật phẩm đặc biệt. Nó có giá khoảng 300 gear si. Hiện tại khá đắt đối với tôi, bởi vì bạn đã có cái này từ trung tâm chiến dịch. Và ở vòng trên ngay tại đây, bạn có thể xem hồ sơ mà, bao gồm một số thông tin về tinh thần hiện tại của bạn, vé lịch sử của bạn bị mất, đây là người lái và đây là thú cưng của bạn, và cấp độ của người lái của bạn khác với cấp độ của thẻ của bạn. Hãy nhớ điều đó. Vì vậy mức cao nhất có thể của đường truyền của bạn dựa trên cấp độ hiện tại của người lái. Vì vậy, ví dụ như tay đua của tôi hiện đang ở cấp 9, thì cấp độ khối lượng cho thú cưng của tôi sẽ ở cấp độ 9. Nếu tay đua của bạn không phải là cấp 10, bạn không thể tăng cấp đường dẫn của mình lên cấp 10. Vì vậy hãy nhớ rằng, và bánh xe cần gear si để lên cấp. Vì vậy bạn luôn cần sửa chữa một số gear si trên tay. Nhưng một điều bạn nên biết, đó là nếu bạn chuyển thú cưng của mình khỏi chợ hoặc tất cả các tài khoản, nhưng mức độ vượt qua của bạn cao hơn người lái, cấp độ của tài khoản đó, nó sẽ làm giảm mức độ vượt qua của bạn thông qua cùng cấp độ với người lái của bạn. Để nếu cấp độ trước đây của bạn là 9, chuyển khoản của bạn sang một tài khoản khác, trong đó người lái ở cấp độ 5, để thú cưng của bạn sẽ trở lại cấp độ 5. Và bạn sẽ phải sử dụng chị của mình để nâng cấp trò chơi của chúng tôi. Điều đó thật đáng sợ phải không? Vì vậy hãy cẩn thận với điều đó. Và bây giờ hãy vào ngay chế độ chiến dịch. Bản đồ trong Gangsta Metaverse thực sự rất lớn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần một vài tháng để hoàn thành tất cả những điều này. Game nắp Gangsta Metaverse siêu dễ.
Tôi đã nói về điều này rất nhiều trong các video cuối cùng của mình. Xin vui lòng tham khảo điều này để biết cách chơi trò chơi. Trò chơi thực sự dựa trên kỹ năng của người chơi. Vâng, tôi khuyên bạn nên bắt đầu thử với NFT miễn phí của bạn. Gà đây. Và mua một số thực thể nếu bạn cảm thấy đủ tự tin. Trò chơi bây giờ không có nhóm đào tạo cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm mở cửa để các game thủ mới có thể đào tạo và nâng cao kỹ năng của bạn trong cuộc chiến. Và điều này thực sự quan trọng đối với thu nhập chính của bạn. Mỗi bản đồ, chúng tôi đã bắt gặp bạn khoảng 2 vé như bạn có thể thấy ở đây, và một năng lượng thú cưng. Tối đa số vé trong tài khoản của bạn là 18 vé, nhưng bạn có thể nhận được vé du lịch trong một ngày. Khi nó đạt được đầy đủ từng chiếc giường, chúng ta có tổng năng lượng cây và sẽ mất khoảng 4 giờ để nạp lại một năng lượng. Vì vậy mỗi giờ để sạc đầy. Khác, điều quan trọng mà các bạn nên kiểm tra là bạn sẽ chỉ cần chiến đấu với các bản đồ có cùng cấp độ ở cấp độ tay đua của bạn trở lên để nhận được lợi nhuận lớn. Thích nếu bạn có thể thấy nếu cấp độ tay đua của bạn cao hơn mức đề xuất của bản đồ. Việc phân bổ phần thưởng GC sẽ là giảm từ 50% xuống 100%. Ví dụ như vậy, như mức đề xuất của bản đồ này là cấp 10. Nhưng cấp độ tay đua của tôi chỉ ở cấp độ 9. Vì vậy tôi vẫn có thể kiếm được tới 100 GC. Nhưng khi tôi học toán cấp thấp hơn, như ở đây chỉ được khuyến nghị ở cấp độ 8. Vì vậy phần thưởng sẽ chỉ là 50 GC. Vì thế, cơ chế này nhằm ngăn chặn việc trục cấp cao hơn. Điều đó có thể lấy tất cả phần thưởng từ những người chơi mới và ngăn chặn lạm phát cao của GC. Vì vậy tôi nghĩ đó là tất cả những gì bạn cần chế độ biết. Chiến dịch, chúng tôi cũng có Pathan và Key ở chế độ đấu trường dự kiến sẽ được phát hành trong tương lai. Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi nó. Để chơi trò chơi một cách hiệu quả, nhận tối đa lợi nhuận của bạn và cũng đừng có cảm giác bực bội bên trong khi bạn gần như có thể thắng trận chiến, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây cuối cùng. Tin tôi đi, bạn không muốn cảm giác đó. Vì vậy tôi đã chuẩn bị một số mẹo cơ bản mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thực sự hữu ích cho các bạn để có được thông qua chiến dịch chính thức hơn. Vì vậy mẹo số 1, chỉ sử dụng các kỹ năng để kết liễu kẻ thù. Nhớ lại, số lần trì hoãn đã đề cập với bạn trước đây. Đại tiện ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất chiến đấu của bạn. Khi bạn sử dụng kỹ năng để có thiệt hại cao hơn, kẻ thù sẽ có nhiều lượt hơn để chống lại bạn. Thường là công cụ kỹ năng, chúng tôi cho kẻ thù một lượt nữa và kỹ năng tối thượng em 2 lượt nữa. Nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi giữ bình đẳng cho mọi kẻ thù trong trận đấu. Giống như nếu bạn đang chiến đấu với 3 kẻ thù và bạn sử dụng kỹ năng tối thượng, một ông chủ sẽ có thêm 2 lượt. Người đàn ông nào bị bệnh? Nó không đáng, con gấu của bạn có thể sẽ chết trước đó. Do đó, tôi tin rằng sẽ tốt hơn cho bạn nếu chỉ có kỹ năng 1 và sau đó là kỹ năng 2 hoặc kỹ năng cuối cùng để kết thúc chúng. Không sử dụng kỹ năng khi có quá nhiều kẻ thù và bạn không thể tiêu diệt bất cứ ai bằng những kỹ năng đó, bởi vì nó không xứng đáng để đạt được sức khỏe của bạn. Tôi nghĩ rằng sự chậm trễ thực sự là chúng. Vì vậy tùy thuộc vào bạn để tìm ra nó. Thông qua kinh nghiệm của bạn với dịch hại của bạn, vòng bị hư hỏng thực sự quan trọng đối với đại tiện. Vì vậy hãy tiếp tục về mẹo thứ 2. Tăng cấp độ vượt qua cấp độ được đề xuất. Ví dụ như bản đồ hiện tại, khuyên bạn nên nuôi thú cưng cấp 9. Vì vậy các bạn có thể cân nhắc để lên cấp con đường trình đến cấp độ đó để có cơ hội chiến thắng cao hơn trong trận chiến. Nó có thể làm mất đi sự ngon ngọt nhưng hãy tin tôi, bạn có thể có nhiều lợi ích hơn vì bạn có thể tăng chiều cao của mình, tỷ lệ chiến thắng và cũng nhận được thêm một số vật phẩm thông qua. Tinh thần duy nhất của tôi cảm thấy như khi cấp độ quá khứ của bạn giống nhau ở cấp độ đề xuất của bản đồ. Bắt của kẻ thù là loại ngớ ngẩn hơn như vậy. Bắn trượt nhiều hơn Aftermercy so với khi bạn vào bản đồ có cấp độ cao hơn. Yêu của bóng giống như một game bắn súng anh em. Tôi không biết nó có đúng hay không, nhưng đó là những gì tôi nhận được từ những quan sát của mình. Vì vậy khuyên bạn nên lên cấp thường xuyên để có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong trận chiến. Và ngược lại, đừng cố gắng đi vào bản đồ có rất nhiều khuyến khích. Cấp độ và bạn có thể bị lạc và mất rất nhiều năng lượng. Và vé mỗi ngày trừ khi bạn là người siêu chuyên nghiệp hoặc quá khứ của bạn có một số hiệu ứng đột ngột trong bản đồ cụ thể đó. Giống như tôi có thể sử dụng nhóm viết của mình cấp độ 3 để vượt qua bản đồ 1-15 một cách thoải mái. Và mẹo cuối cùng Elite 3 vượt qua để tăng lợi nhuận của bạn và tiến độ chiến dịch. Nhớ hệ thống vé, có tới vé du lịch mỗi ngày. Bất kỳ cặp nào chúng tôi có, năng lượng mất khoảng 12 giờ để đạt được. Dựa trên tính toán này,
Tôi khuyên các bạn nên có khoảng 3 lần vượt qua để tăng số lượng vé. Về vé du lịch mỗi ngày. Vì vậy bạn có thể chơi khoảng 2 lần một ngày và có thể tối đa hóa thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể ồ ạt sử dụng tất cả các vé. Chúng tôi chỉ vượt qua 2, nhưng bạn phải chơi nhiều lượt trong ngày và cũng tính thời điểm hoàn hảo để chơi. Điều đó là không thể. Tôi nghĩ là 3 vượt qua sẽ tốt hơn để bạn chơi thoải mái. Bây giờ chúng ta chuyển sang một trong những phần quan trọng nhất. Lợi tức đầu tư của tôi trong trò chơi này. Thành thật mà nói, Gansi Tami Divan ngay bây giờ không thể giữ cho bạn một khoản lợi nhuận kha khá từ việc chơi Biba. Chế độ doanh thu chính của trò chơi là Dynamo sẽ được phát hành trong tháng tới. Vì vậy khi tham gia Gansi Tami Tavasi lần này, đừng mong kiếm được một số lợi nhuận khổng lồ từ trò chơi này. Đây chỉ là thời điểm chuẩn bị cho bạn sắp tới. Trở nên nhiều hơn, bạn sử dụng X để tăng cấp thẻ của mình, làm cho họ mạnh mẽ hơn, tham gia vào bạn để trở thành và leo lên thứ hạng cao hơn. Đó là nơi bạn có thể chữa lành thu nhập từ trò chơi này. Vì vậy đề xuất của tôi là, nếu bạn tự tin về dự án này, bạn yêu thích trò chơi, bạn đã làm chảy máu sự phát triển trò chơi trong dài hạn, sau đó xem xét đầu tư vào việc xây dựng của riêng bạn đội mạnh để chuẩn bị cho đấu trường. Người nhận được đầu tiên có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền nhất từ nó. Làm ơn không tư vấn tài chính. Tốt đó là, vì vậy tôi muốn nói về cách bắt đầu với Gangster. Một số mẹo thực sự hữu ích về cách chơi trò chơi. Như một người chuyên nghiệp, không phải là một người anh em nhưng đủ tốt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết và chúng ta có thể có một số cuộc thảo luận. Với tôi vẫn có thể một số vũ trụ nhìn thấy. Dự án trò chơi tiềm năng với một đội quyết tâm đằng sau trò chơi thực sự tuyệt vời. Ngày nay có quá nhiều trò chơi nhàm chán sau này và mọi người chỉ tập trung vào việc kiếm tiền và quên trích dẫn của trò chơi giải trí. Đây là những gì một trò chơi tốt sẽ trông như thế nào. Vì thế, tôi thực sự mong chờ trò chơi này trong tương lai. Nếu bạn thích video này đừng quên bấm thích và đăng ký để bắt kịp với tôi tập hàng tuần. Và cũng theo dõi Twitter và Telegram bởi vì chúng tôi có một số mẹo thực sự hữu ích và cập nhật về trò chơi này. Một lần nữa tôi là Ellie từ Game 3 và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.